Xin kính chào các bác, chào anh em theo dõi video. Ở video clip này thì chuyên mục là đĩa than các bác ha. Cái lô đĩa than này nhập từ Đức về, hiện bây giờ đang còn cái tập album này nó vào 20 đĩa. Cái album này 20 đĩa, các bác lấy một cái album này là 20 đĩa, các bác lấy 500.000 ha, 500.000 một cái album 20 đĩa, đĩa 33 đây này, người đẹp Maria Kalilas đây ha. Đĩa cái bộ này còn mới đó. Rồi các bác có nhu cầu sưu tầm thì liên lạc sớm ha, còn đĩa rời đĩa lẻ đây đó. Đĩa lẻ thì em cũng giới thiệu nhanh thôi. Đĩa 33 hết rồi các bác. Đĩa này bán giao lưu phụ cái tiền ship thôi chứ không có lời lãi trong này đâu các bác ha. Đó. Thì các bác có nhu cầu thì giao lưu với các bác là 300.000 10 đĩa. Đó, đếm tới luôn không? 300.000 10 đĩa đếm tới. Thì cứ đếm tới là đúng 10 đĩa là 300.000 các bác ha. Rồi các bác yêu mến ủng hộ thì liên lạc 0981 22 9960. Đĩa 33 hết các bác ha. Đó, nguồn nhập phải từ Đức về. Có loại thì một đĩa, có loại thì hai đĩa, có loại thì nó trong cái tập đĩa có thể là có hai đĩa, ba đĩa, bốn đĩa. Đó. Thì cứ đếm tới các bác ha, đếm tới đủ 10 đĩa thì giao các bác 300.000 một lốc như thế ha. Các bác có nhu cầu liên lạc 0981 229 900. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ha.